chào các bạn. À, hôm nay Ngọt sẽ giới thiệu cho các bạn một cái hộp son. Đây, hộp son Ngọt mới nhập về Hotline. Thì Hotline 7 Pro như đây. Hộp này này nha các bạn. Đó. Hộp này thì Ngọt chưa có phui ra luôn, thì bây giờ Ngọt sẽ phui ra và giới thiệu cho các bạn coi. Cái dòng sản phẩm này Ngọt thì đang là rất là hot này. Ngọt sẽ review cho các bạn coi cái bản màu son này luôn nha. Rồi chờ Ngọt chút xíu nha các bạn. Tháo ra đâu luôn đó. Đây. Đây. Chắc phải dùng cái kéo quá các bạn ơi. À đây được rồi. Sẽ cố gắng làm ra clip đều đều để phục vụ các bạn luôn. Đây. Đây, cái hộp son thì rất là dễ thương này các bạn. Chất son thì cái hộp này là dạng kéo nha các bạn. Ồ, nhìn rất là đẹp này các bạn. Mới nguyên nha. Đó. Quá chi là xuất sắc luôn nha các bạn. Quá đẹp. Đây. Bạn thấy rõ không ạ? Rất đẹp luôn nha. À, mình coi nè. Hotline Pro. Trời ơi, cái thỏi son nhìn đúng đẹp luôn. Đây. Màu đầu tiên này các bạn, đây là cái màu đầu tiên, trời ơi rất là đẹp, hàng trung nội địa nha các bạn, hàng này Ngọc thấy đang rất là hot này, hàng trung nội địa nha, đây để Ngọc test thử đây cho các bạn coi ha, test ở đây đi ha, màu này là màu đầu tiên trong bảng to. Hàng trung nội địa nhưng mà chất son rất là ok, rất là mịn nè. Đây là màu thứ hai nha các bạn. Đó, màu thứ hai. Rất đẹp. Rồi, trời ơi cái vỏ màu tím xinh ghê không? Màu tím như là tím đậm nha các bạn. Màu tím đậm á. Chứ không phải tím mà nhạt đâu. Màu này không biết lên hình nó có chuẩn màu không, nhưng mà ở ngoài là màu tím ấy. Ngọt thì cái tông màu này là cái tông giống như màu gạch các bạn, cam đất á. Đúng rồi, màu này màu cam đất này các bạn ơi. Toàn tông đẹp không luôn. Đây. Đó, cái màu số 3 này. Toàn tông đẹp luôn nha các bạn. Quá đẹp. Đây, Ngọt không có chuyên về review son nhưng mà Ngọt rất là thích cái mẫu son này, cho nên Ngọt đặt là Ngọt phải làm riêng một cái clip để giới thiệu nguyên một cái hộp son này cho các bạn coi, từ màu số 1 cho tới màu số 5. Rất đẹp nha các bạn. Đây Ngọc sẽ chưa. Ồ, cái màu này đẹp quá. Đỏ. Nó là dạng đỏ cháy á các bạn. Hotline Pro. À màu này là màu 196. Đây trời ơi sơ suất quá. Đây bảng son này màu 196 nha các bạn. Đây, màu 196. Quá xuất sắc luôn nha, rất xuất sắc, rất là đẹp. Màu này màu rất đẹp bên trong. Trong hồi thì mình thấy cái màu 196 này rất là ưng. Trời, bao bì vỏ này màu trắng này, quá sang luôn nha các bạn ơi, rất là đẹp. Nhưng mà Ngọt không biết là tông son gì đây, Ngọt sẽ thử cho các bạn coi. À, tông đỏ trầm các bạn ơi, màu đậm nhất trong bảng son, có bao bì màu sáng nhất luôn. Đó, đây cái bảng này này. Màu này này các bạn. Trời ơi, nó đẹp khủng khiếp, nói chung từ màu số 1. Màu đây. Màu này màu 200. Đó, màu này màu 200 nha các bạn. Đây từ cái màu đây. Coi nè. Đây là nguyên một bảng son Ngọt mới test cho bạn coi này, thử cái chất son rất là mịn. Thì nó có từ màu 3, màu 6. Đây, Ngọt
đây nha các bạn. Đây. Đó, cái màu 316 là màu đầu tiên này các bạn. 316 là màu này, màu số 1. Đây. Thấy không các bạn? 316 nè. 314 là màu số 2, đây là 314 nha các bạn. Và 646 là màu số 3. Đẹp lắm các bạn ơi, 5 màu, 5 thỏ son, Ngọc thấy màu nào cũng đẹp. Rất là dễ sử dụng luôn đó các bạn. Rồi. 646. Rồi, 646 là màu số 3 này các bạn, màu trầm nhất này. Rồi màu 196, 196 là cái màu mà Ngọc ưng nhất, màu rất là đẹp, màu đúng là đỏ cháy luôn á. Và cái màu cuối cùng màu trầm là hiện tại bây giờ các giới trẻ hiện tại bây giờ là các bạn trẻ là rất là thích luôn. Và Ngọc cũng thấy rất là ok. Màu này đánh sáng da lắm nè. Màu số 200. Đó. Đây là 5 màu son này. 5 màu son Ngọt mới. Đó. Rất là đẹp các bạn. Ngọt mới test thử lên tay. Đây, quá đẹp luôn. Nguyên một bảng son này rất là đẹp nha các bạn. Rất là đẹp. Hàng trung nội địa nhưng mà hàng chất son rất là mịn. Cái giá hiện tại bây giờ nguyên một set son này nè, là Ngọt bán đi giá là 355.000 nha các bạn. Nguyên một set là Ngọt bán đi giá 355.000. Có tại shop Ngọt 1 luôn, tại shop Ngọt 2 luôn. Nhưng mà bạn nào á mà mua trực tiếp tại shop mà có thẻ VIP luôn thì các bạn sẽ được lúc nào cũng được giảm giá 5% nữa. Quá hấp dẫn đúng không các bạn? Đó, Ngọt rất là thích cho nên Ngọt về hàng một cái là Ngọt đặt test thử 5 màu son này các bạn coi. Nguyên một set son là toàn full size nha các bạn, không phải hộp mini nha. Nguyên set son này là full size hết, rất là đẹp luôn. Đây, cái kiểu cách hộp của nó cũng là đẩy ra để vô này, nhìn rất là sợi này các bạn. Họ rất thích những cái hộp mà đẩy ra để vô như thế này. Hàng trung nội địa nha các bạn, nhưng mà rất là đẹp. Họ thấy rất là ưng. Chất son rất là mịn luôn. Đây, rất là mịn nha các bạn. Rất là đẹp, quá đẹp. Thì cái clip này chủ yếu là Ngọt thấy cái màu son quá xinh đi, quá đẹp. Và Ngọt sẽ làm liền một cái clip để test thử 5 màu son này lên tay cho các bạn tham khảo. Nếu mà các bạn nào mà ưng cái mẫu son này thì có thể ghé vào shop Ngọt coi và thử luôn. Và được giá rất là bây giờ Ngọt bán nguyên set, nhưng mà bạn nào mua lẻ Ngọt vẫn bán luôn nha. Rồi, cảm ơn các bạn coi cái clip review son này của Ngọt. Ngọt chưa có thời gian để review son lên trên môi, tại vì khi mà review son trên môi thì nó rất là tốn thời gian, có thời gian. Và Ngọt hiện tại bây giờ là Ngọt đang là bận rất là nhiều việc, nên là các bạn thông cảm với Ngọt nha. Lần sau Ngọt sẽ cố gắng học cách review son trên môi. Rồi, hẹn gặp lại các bạn clip sau nha. Bye bye.